được kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình 12 con giáp, chương trình chào đón xuân Nhâm Dần được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình Đắk Nông. Ngay bây giờ xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách mời của chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên, Hồng Trang rất vinh dự khi được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan An. Thưa quý vị, và một vị khách mời thứ hai, người sẽ đồng hành xuyên suốt 12 số phát sóng của chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hữu Hồng Kỳ. Xin chào khán giả xem đài. Và câu hỏi đầu tiên, chắc là Hồng Trang xin phép được hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan An ạ. Dạ, cứ mỗi một dịp Tết đến xuân về là Hồng Trang lại có những cái cảm xúc vô cùng náo nức, mà Hồng Trang tin là ai cũng sẽ như vậy. Tuy nhiên thì trong 2 năm trở lại đây thì chúng ta có khá là nhiều những sự thay đổi. Vậy thì thầy thấy là Tết năm nay có điều gì đặc biệt và khác biệt so với Tết cổ truyền của những năm trước hay không ạ? Vâng, cái ngày Tết là một cái ngày mà tất cả mọi người mong đợi, từ người nhỏ cho đến những người lớn. Đấy là một cái ngày nó đoàn tụ, nó vui vẻ. Không chỉ là người ta nói là ăn Tết, người ta nói là chơi Tết nữa. Thế thì chính những ngày đó nó làm cho người ta cảm thấy nó thư giãn hơn, con người ta nó gần nhau hơn, thương yêu nhau hơn. Thì đấy là cái truyền thống của người Việt Nam, một truyền thống rất là nhân văn. Và so với những Tết những năm trước ấy, nó có những cái đặc biệt hơn, nhất là do cái hệ quả của cái dịch Covid. Chính cái dịch Covid đó nó làm con người ta bây giờ nó cách xa nhau, nhưng đồng thời nó cũng là rất là gần nhau. Nó vừa làm cho người ta xa nhau, vừa là gần nhau, và người ta càng tăng thêm cái tình thương yêu nhau, nhất là trong cái cơ hội này chia sẻ nhau. Thì tôi nghĩ rằng Tết năm nay nó sẽ không có những cái cuộc hội hè đình đám như mọi năm, và cũng không có những cái ăn uống mà nó ồn ào xô bồ. Bởi vì cái không khí xô bồ là không khí Tết, cho nên nó sẽ là khác với mọi năm. Và con người ta năm nay sẽ bình tĩnh hơn trong cái vấn đề ăn Tết, nhìn là Tết để mà suy nghĩ về nhân tình thế thái, về con người với nhau. Ngày Tết thì người ta vẫn thường hay nói với nhau về câu chuyện của 12 con giáp. Ví dụ như là mình có cái cuộc đi chùa đầu năm đi, thì mọi người cũng rất là thích cái việc là mình xem coi một năm nay của mình như thế nào. Vậy thì thầy có thể lý giải thêm về cái ý nghĩa của việc là cái Tết đến là người ta sẽ cùng với nhau nhắc về 12 con giáp không ạ? Thật ra như thế này nè, khi mà tới ngày Tết á, thì người ta hay quan tâm một điều, năm sau mình như thế nào, biết mình có may mắn không. Ngày xưa thì gọi là xem quẻ kiều vậy thầy, đúng không thầy? Có kiều, có kiều dở ra xem, đọc cái câu kiều lên rồi ông thầy sẽ luận giải cái câu kiều đó. Rồi hoặc là bây giờ thì chúng ta xin xăm thì coi bói, hoặc là coi bói thì đó chính là phong tục tập quán rồi. Họ quan tâm tới cuộc sống họ trong tương lai, họ quan tâm trong năm đó có bình an không, họ quan tâm tới là con họ học hành ra sao, họ quan tâm rất là nhiều. Nhưng mà theo kỳ nghỉ năm nay đó thì mọi người sẽ quan tâm một điều nhất, đó chính là sự bình an, đó chính là sức khỏe. Bây giờ chúng ta còn gặp nhau ở đây và chúng ta nói những câu chuyện này, có nghĩa là chúng ta là những người hạnh phúc. Chúng ta biết là sức khỏe chúng ta còn, chúng ta đang có sức khỏe, và chúng ta chúc nhau là năm mới sức khỏe, chúc nhau năm mới bình an, vậy là phúc cả năm. Truyền của người Việt Nam nói riêng và người Phương Đông nói chung thì sẽ có rất là nhiều những điểm văn hóa độc đáo, đúng không ạ? Vậy 12 con giáp trong quan niệm dân gian của người Việt Nam thì nó sẽ mang ý nghĩa như thế nào? Hồng Trang xin phép được mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan An. Đến Tết ấy, người ta cũng rất quan tâm đến vấn đề 12 con giáp, bởi vì cái văn minh Việt Nam ấy, nó là văn minh nông nghiệp, cho nên trong số 12 con giáp ấy, chủ yếu là những con mà nó gắn với cái nền sản xuất nông nghiệp, như con trâu, con heo, con gà vân vân. Chỉ trừ có một cái năm là năm Thìn thôi, chứ còn nói chung những cái con khác là đều dính dáng thôi đó. Và người ta dùng cái con giáp đó như là một cái nét văn hóa. Ví dụ như là tôi gặp em, tôi sẽ hỏi là em tuổi gì, một cái rất tối kỵ ở phương Tây. Yeah. Nhưng ở phương Đông thì tôi hỏi đấy, thì em sẽ trả lời em là tuổi tuổi Tý. Yeah. Như thế thì tôi biết là tôi làm, tôi phải xưng hô với em như thế nào, là con hay là cháu này kia. Đấy là một cái cách. Cái thứ hai là cũng qua cái tuổi đó thì tôi cũng có thể đoán được cái con người em là tuổi Tý thì nó sẽ như thế nào, người nó đầm thắm, người nó xinh đẹp, người nó lâu cá này kia vân vân. Thì cái đấy là cái rất quan trọng trong ngày Tết, người ta qua cái tuổi đó để người ta biết được cái gì, biết được cái tương lai của mình, biết được cái hậu vận của mình. Bởi vì cái con người ta nó luôn luôn khao khát biết được cái tương lai của mình, tương lai làm gì, tương lai là cuộc sống nó sẽ có nhàn hạ hay là vất vả.
Còn đối với những cái người con gái là thì tương lai sẽ lấy được ông chồng ra làm sao, hoặc là có đứa con ra làm sao, vân vân. Còn dạng như cái tuổi già như tôi thì sẽ tương lai là gia đình nó sẽ có đông con đông cháu hay không. Thì đấy là căn cứ vào cái tuổi đó, tức là người ta đoán thôi. Cái này là nó không có cái lý giải về khoa học được, mà nó là mang tính chất tâm linh, mà trong tâm linh đó là cũng là một cái nét văn hóa của con người. Cho nên chúng tôi rất quan tâm đến cái vấn đề con giáp ở trong văn hóa Việt Nam, và cũng nên nhớ là cái con giáp ấy, cái tên của con giáp đó nó không phải là tên tiếng Hoa. Ví dụ như Tý Sửu Dần Thân đó, cái tên đó là cái tên mà cái tiếng đó là cái tiếng Việt cổ đại, chứ nó không phải là tiếng Hoa, phải không? Thì đấy cũng là cái nét văn hóa truyền thống của Việt Nam. Như thầy Phan An có nhắc đó, thì cái tên Tý Sửu Dần Mẹo thực ra là cũng rất là đặc biệt, và Hồng Trang thấy sắp xếp là Tý Sửu Dần Mẹo Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi là 12 con giáp. Như vậy thì cái việc sắp xếp này có ý nghĩa gì ạ? Thật ra ở 12 con giáp tượng trưng cho 4 mùa xuân hạ thu đông. Ví dụ như Hợi Tý Sửu là tháng 10, tháng 11, tháng 12 âm lịch, người ta gọi là mùa đông. Rồi tháng Giêng, tháng 2, tháng 3, tháng Dần, Mão Thìn gọi là mùa xuân. Rồi tới Tỵ Ngọ Mùi là tháng thuộc mùa hè. Và Thân Dậu Tuất thì tháng đó thuộc mùa thu. Đây chính là xuân hạ thu đông, thành trụ hoại không, sinh lão bệnh tử cuộc đời con người, đó là một chu kỳ. Và đặc biệt ở đây thì như thầy cũng thân, giáp thân, em mạn phép nói chút xíu đó thầy. Ví dụ như người xưa họ quan sát, họ thấy những con vật hoạt động của nó và đặt cái tên con giáp đó. Ví dụ chẳng hạn như là từ 3 giờ tới 5 giờ chiều người ta gọi là giờ thân, bởi vì lúc đó con khỉ nó không có ra làng mạc nó phá nữa và nó đi vô rừng rồi, nên người ta giờ thân. Và đặc biệt là con khỉ nó không có giống bất cứ con giáp nào đó, có nghĩa nó không có những bộ phận mà những con giáp khác có, hoặc là những cái bộ phận chúng ta hay nói. Ví dụ chẳng hạn con khỉ thì quan niệm là không có lông mày, chúng ta chú ý kỹ, con khỉ không có lông mày, nên do người ta đặt thân chính là một con vật trong 12 con giáp. Có nghĩa là mỗi một con vật trong 12 con giáp đều có một cái sự đặc biệt. Đúng rồi, như là cái con khỉ ấy, là trong cái số đó là chỉ con khỉ dùng có hai tay để mà ăn thôi, chứ còn mấy con khác là nó không đúng có hai tay rồi. Nó rất là hai bánh trước, chứ con khỉ là hai bánh trước người. Dạ vâng ạ. Trong nền văn hóa phương Đông mình thì con khỉ nó thể hiện rất là nhiều. Ví dụ như là trong đạo Bà La Môn có Hindu là Hanuman, là một thần, một vị thần. Rồi trong văn hóa phương Tây thì có Kinh Công, thì luôn luôn là nó ngược với nhau. Phương Đông và phương Tây luôn luôn ngược với nhau chút xíu, bởi vì chúng ta sẽ thấy rằng con Kinh Công là con vật phá hoại nha, to, nó tàn sát to, còn Hanuman là người đấu tranh cho lẽ phải. Hanuman là thần hộ vệ, thần hộ vệ. Rồi ví dụ trong tác phẩm Tây Du Ký thì có Từ Thiên Ngài Thánh. Như vậy là mỗi quốc gia người ta sẽ có những cái quan niệm khác nhau về con vật. Và đối với trong 12 con giáp này thì nhân đây nha, mình đã nhắc về tuổi thân rồi thì mình nhắc một tí xíu về năm sau là năm Nhâm Dần. Thật ra năm nay là Nhâm Dần thì những người tuổi thân nó sẽ có sự xung đột, người ta là Dần Thân. Dần Thân là xung với nhau. Dần Thân Tỵ Hợi, Tý Ngọ Mão Dậu. Thật ra chỉ có Dần với Thân mới xung nhau thôi. Bởi vì Dần là dương mộc, còn Thân gọi là dương kim. Kim khắc mộc. Thật ra chúng ta nói là đôi khi khắc không phải là xấu đâu nha. Khắc nó tạo nên vạn vật tốt đẹp hơn. Ví dụ cái cửa bằng gỗ, nhờ kim nó khắc mới có cái cửa. Nên là sao? Đó là sự luyện tập của con người. Có nghĩa là chúng ta phải qua rất là nhiều điều để chúng ta trưởng thành hơn. Nên là khắc chưa chắc là xấu, chỉ là khắc đó là những cái là nó trái nhau thôi. Dạ, trái nhau. Mà trái nhau để phát triển. Trong con giáp thì chia ra những cái con giáp mà nó hợp với nhau, con giáp nó xung với nhau để làm gì? Để mà người ta biết, để mà khắc phục những cái sự khác biệt, tạo cái sự hài hòa. Như hạn như là tôi tuổi thân, nhưng mà tôi lấy vợ tôi là tuổi hợi thì người ta rất lo, nhưng mà tôi là người biết điều, không phải là sợ vợ nữa. Để là tôi sẽ tạo được cái không khí giữa tôi và vợ tôi sống rất là bình thản, vui vẻ. Hoặc là cái những cái tuổi mà nó xung khắc nhau thì đôi khi người ta để lý giải những cái mâu thuẫn trong gia đình, thì cái đấy là cái mà tôi nghĩ rằng cái con giáp là cái vấn đề rất hay, rất nhiều chuyện lắm, có thể là làm nhiều tập. Rất là nhiều những cái góc độ thú vị khi mà chúng ta nói về những cái con giáp trong 12 con giáp.
Và nhân đây thì Hồng Trang được biết là thầy An là cùng tuổi thân, và chắc chắn là nhiều quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay cũng là tuổi thân luôn. Và quý vị chắc chắn cũng đang rất là mong đợi cái chúng ta luận giải sâu hơn về tuổi thân. Vậy thì trong 12 con giáp, tuổi thân có ý nghĩa như thế nào và cái vai trò vị trí của nó trong 12 con giáp? Nói như thế này nè các bạn, thân á tượng trưng cho khí kim, mà khí kim tượng trưng sức mạnh, quyền lực và sự công bằng. Và như thầy Phan An đây thì sinh năm Giáp Thân 1944, thì Giáp Thân địa chi khắc thiên can, nhưng mệnh của thầy là phần thủy, nên nó lại có một cái sự tương sinh, bởi vì địa chi là kim, rồi tới mệnh nạp âm hoa giáp của thầy là thủy, kim sinh thủy, và chữ giáp trên là mộc, kim sinh thủy, thủy là sinh mộc. Chữ giáp tức là đầy đủ đầu đuôi. Dạ, chữ giáp á là theo từ tượng hình, nó chính là cái đầu, là người dẫn dắt. Và ở đây có một điều là người sinh năm, phần lớn sinh năm 1944 á, là hay vì người lắm. Có nghĩa là thầy Phan An sẽ luôn luôn vì những người khác, vì những học trò mình, vì những lý tưởng lớn và hy sinh rất là nhiều, nhưng không bao giờ hỏi bắt người ta phải hỗ trợ lại thầy, gọi là tri ân bất cầu báo. Các thầy giúp đỡ rất là nhiều người trong bệnh học á, thầy rất là chi tiết nha. Có nghĩa là thầy nói điều gì đó là thầy nghiên cứu rất là kỹ khi nói vấn đề đó, và thầy rất là nhẹ nhàng, không có ào ạt như sóng biển. Và thầy nói chuyện từ từ trước đây cũng như vậy và sau này cũng như vậy. Đặc biệt năm nay á thì theo quan điểm của bộ môn huyền học phương Đông á, thì lưu ý những tháng chẳng như tháng tỵ chính là tháng tư âm lịch, bởi vì tháng tỵ á, người ta nói thân với tỵ người ta gọi là hình vô ơn. Hình vô ơn, hình chính là hình phạt, vô ơn chính là những người thầy có giúp đỡ đi họ sẽ nói là tôi giỏi chứ không phải là do thầy giúp. Rồi cái tháng thứ hai nữa cũng cùng quan tâm một chút thiếu nữa, đó là chính là tháng đầu năm, chính là tháng dần. Tháng dần này thầy vừa bị xung mà vừa bị hình vô ơn, bởi vì dần với thân xung với nhau, mà dần với thân còn là hình vô ơn, có nghĩa là nó cũng không liên quan gì. Nhưng mà tuổi thân thì nên cẩn thận xíu là mình đừng có quan tâm quá những lời nói xung quanh, thì mọi chuyện nó cát tường. Rồi tới tháng 8 âm lịch, thân tí thần thì đào hoa dậu, thì các mối quan hệ của thầy như học trò của thầy sẽ nhớ tới thầy những ngày rất là nhiều người yêu mến thầy, bởi vì tháng đó là tháng đào hoa. Đào hoa không phải là chuyện trai gái không, đào hoa nghĩa là chúng ta cảm thấy bình an, chúng ta cảm thấy vui vẻ khi chúng ta gặp người này người kia và những người đó nhớ tới mình. Chỉ cần lưu ý thôi, những điều đó thôi. Và thuyết tam tài người phương Đông, thiên địa nhân, thì nhân khí rất là quan trọng, nên người ta mới nói rằng đức năng thắng số, tâm tưởng sự thật, nghĩa là chúng ta mong đợi sự tốt đẹp và chúng ta đối xử với những người xung quanh tốt đẹp. Từ đầu năm chúng ta suy nghĩ điều đó, chúng ta gieo những hạt giống tích cực thì cả năm sẽ tích cực. Wow, như vậy là điều quan trọng là vẫn xuất phát từ bản thân chúng ta đúng không, cách đối nhân xử thế. Tôi thì là cái nghề của tôi là nghề làm khoa học, nhưng đồng thời cũng đi dạy nhiều, thì tôi chủ trương là không phải đánh trượt học trò, người thầy không được đánh trượt học trò, người thầy phải làm cho học trò động. Cho nên mấy em nó rất vui, nên nó thấy tôi có tên trong cái hội đồng bảo vệ bằng tiến sĩ thạc sĩ rất vui. Không biết là ông thầy này không đánh trượt đó, biết ông thầy mà đánh trượt trò thì làm sao mà làm thầy đấy. Anh chỉ tạo ra điều kiện, còn nếu mà nó trượt thì mình phải tìm cách và mình cứu nó. Đấy là cho nên anh đeo học trò là nó gặp tôi là nó rất quý. Đối với tôi thì nó luôn luôn là cái thể hiện một cái sự mà nó gần gũi nó vui vẻ với nhau. Chứ còn có những ông thầy, những cái nhà khoa học này, có giáo sư kia là cách biệt lắm rồi. Chứ còn tôi thì nói chung là tôi thấy cho nên một số em nó gọi tôi là giáo sư vỉa hè. Thế là tôi là tôi hay lang thang, cho nên gần gũi với nhau để mà hiểu được người ta, hiểu được học trò mình, giúp cho nó khá lên. Đây là cái tính đầu tiên. Thế thì có khi nào mà thầy đọc một vài thông tin và thầy thấy là những cái thông tin, những cái quan niệm của người xưa về tuổi thân nó khá là giống với tính cách của mình hay không ạ? Thường thường ở trong cái phương Đông là đến 60 tuổi là người ta không còn quan tâm rồi, tức là nó đúng một cái vòng mà. Thế thì nhưng mà tôi nghĩ rằng cuộc sống mà không quan tâm không được, phải quan tâm. Và tôi nghĩ rằng đôi khi mình phải chiêm nghiệm lại mình, thì tôi thấy người ta cũng có những cái ý đúng. Chẳng hạn như là người ta bảo là tuổi mà nó hay lấu cá, tôi hồi nhỏ hay lấu cá, nhưng mà không phải là lừa đảo, lấu cá khác, lừa đảo khác. Cái thứ hai là cũng có người bảo là tuổi thân thì cũng có bảo là nhân dạng. Có một người
ông thầy của tôi bảo thằng này tuổi thanh thì nó là nó thông minh nhưng mà nó là không lãnh đạo được. Mà thì đúng là tôi không lãnh đạo được, tôi không làm được, cho đến cái tổ trưởng tổ dân phố tôi chưa làm được. nhưng mà cũng có những người tuổi thanh làm lãnh đạo rất lớn, cho nên tuổi là một phần, nên là còn mạng nữa, rồi còn cái những cái điều kiện mà nó sẽ chi phối vào cái tuổi đó, chứ không phải là cứ cái tuổi đó là nó như vậy. Nhưng mà tôi thấy tôi cũng yên tâm là bây giờ về già rồi có được làm khoa học thì như tôi là có được hai cái, một là có công trình người trong nước biết, ngoài nước biết, và thứ hai là có học trò. Thế là tôi thấy tôi hoàn toàn mãn nguyện rồi. Còn đương nhiên gia đình và con thì cũng không có vấn đề gì, cũng đừng có băn khoăn nhiều quá về cái tuổi mình liên quan tới cái mạng mình, nó còn nhiều cái yếu tố nó chi phối cuộc sống. Ngay có ai nghĩ là cái tuổi ảnh hưởng Covid chứ đâu. Có ai nghĩ là cái tuổi ảnh hưởng Covid, bây giờ tuổi nào cũng đều bị Covid cả. Dạ, đúng. Vậy thì em cũng rất là thắc mắc liệu rằng ở tuổi này chắc chắn thầy là quý nhân của rất là nhiều bạn học trò hoặc rất là nhiều người. Vậy tuổi nào sẽ là tuổi hợp để mà thầy có thể giúp đỡ và nó có cái tạo ra cái sự cộng hưởng ấy ạ? Dạ. Câu hỏi này khó đấy. Thật ra như thế này nè, thầy truyền kiến thức là đều giống như nhau, nhưng thầy sẽ có những học trò thầy yêu thương hơn chắc chắn. Không thể nào mà thầy yêu hết 100 học trò mà như nhau được, bởi vì tình cảm đối với anh A nó sẽ khác anh B. Nhưng mà kiến thức thì cho đều giống như nhau cả. Nhưng nhìn chung á thì người xưa để lại câu như thế này nè, giáp mậu canh ngu dương, có nghĩa là những người nào mà có chữ giáp, chữ mậu, chữ canh mà ở thiên can ở cột năm á, ngu dương chính là sửu và mùi, thì những người đó chính là quý nhân của người tuổi thân. Và ngược lại đó, thầy sẽ là quý nhân của những người nào có chữ ất với chữ kỷ. Thầy có chữ ất với chữ kỷ trong bát mệnh của họ, trong năm tháng ngày giờ của họ. Tôi thấy rất chia sẻ với anh, tức là cái chính nhất con người là quyết định, cái bản thân mình quyết định, còn cái hoàn cảnh bên ngoài đó nó hỗ trợ cho mình. Mình tin là mình làm được việc đó thì mình sẽ làm được, chứ mình không tin là sao mình làm được. Cái thứ hai là mình phải phát huy những cái khả năng của cá nhân mình để mà khắc phục những cái khó khăn đó. Còn cái chuyện xung đất hoặc là cái chuyện mừng tuổi hoặc là cái chuyện tuổi tác hợp nhau này, thì đấy cũng là một cái vấn đề tâm linh. Và vấn đề tâm linh nó cũng cần cho con người ta trong cuộc sống, nó giúp con người ta ổn định cái tâm thần, và như thế thì người ta mới nghĩ đến được cái hy vọng và tương lai cho những cái thời gian sắp tới. Và tôi nghĩ rằng tôi rất mong muốn rằng cái năm tới mà chúng ta sẽ có nhiều hy vọng hơn, và những hy vọng đó nó rất là cụ thể, là gì? Là sự bình an cho mỗi người, bình an cho cộng đồng, và cùng thương yêu nhau, giúp đỡ nhau để mà phát triển cá nhân, phát triển cộng đồng, phát triển đất nước. Dạ vâng, Hồng Trang thực sự cũng rất là đồng cảm với phần chia sẻ đến từ thầy Phan An cũng như là thầy Hồng Kỳ xoay quanh câu chuyện về 12 con giáp. Kính thưa quý vị thân mến, và những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 12 con giáp trong số phát sóng lần này. Và trước thềm năm mới, thay mặt cho những người thực hiện chương trình, chúng tôi cũng chúc quý vị có một năm mới thật là an khang thịnh vượng, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.